lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Quân của đạo sẽ đứng sai lầm, chúng bảo nhau: ta hãy cài bẫy lại trong công chính, vì nó làm hướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, các ta vi phạm lời luật và tố cáo ta không tuân hành lời giáo. Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ chơi trách tâm tự của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi, vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn làm gì. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lớn phúc nhiều mây, họ phận của người công chính. Nó hết hôn vì có Thiên Chúa là cha. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không, và nghiệm xem cái cuộc đời nó sẽ thế nào. Nếu tin công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhịn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thông. Chúng suy tính như vậy thật sai lầm, vì ác động là chúng ra mù quáng. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, chẳng trông chờ người thân thiện sẽ được thưởng công, cũng không tin kẻ tin tuyền sẽ được ân thưởng. Đó là lời Chúa. Đó là lời Chúa. Lời
Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thì niềm vui
Thank you.